quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng, và hôm nay Dung sẽ cập nhật cho cô chú anh chị báo giá các dòng xe Fortuner máy xăng đang có tại kho xe nha cô chú anh chị. Máy xăng một cầu số tự động thì bên Dung đang có 216, 217, 218 và 219, đều là những mẫu xe rất là đẹp luôn. Thật sự thì bên Tân Cảng mà Dung mua mạnh các cái dòng Toyota nên là được khá nhiều khách hàng để lại những mẫu xe cưng, đặc biệt là những dòng máy xăng thì chuyên xe gia đình rồi, không có lo ngại xe dịch vụ nên là chất lượng rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm đang tìm một mẫu 7 chỗ gầm cao nè, Fortuner bền mạnh mẽ nè, thì đừng bỏ qua video này của Dung nha. Xin mời mẫu xe siêu lướt luôn, siêu cập luôn. Và bây giờ xe mới thì không có xe và phải đặt chờ rất là lâu, cho nên là những mẫu xe lướt này thì cực kỳ được ưa chuộng luôn nha cô chú anh chị. Fortuner, đây là bản máy xăng nha, xe một cầu số tự động chuyên gia đình ha. Dòng này thì chuyên gia đình rồi, 2018, và điều đặc biệt của cái xe này là mới đi có 16.000 mấy trăm cây thôi nha cô chú anh chị. Chuẩn Euro luôn, chính hãng Toyota Tân Cảng ha. Xe màu đen rất là ngầu nha cô chú anh chị. Đó, biển Sài Gòn luôn. Cô chú anh chị nào mà ở thành phố thì mình sẽ giữ lại biển này đi nha, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nè. Một vòng quanh thân xe để mình thấy form dáng đồ tổng thể xe như thế nào, thì form Fortuner thì không còn xa lạ nữa. Màu đen rất là ngầu luôn. Đó, dòng máy xăng này thì chuyên gia đình rồi, không một ngày chạy dịch vụ nha cô chú anh chị, đi cực kỳ êm luôn. Đó, một vòng quanh thân xe để mình xem cái nước sơn rồi như thế nào ha. Bây giờ mời cô chú anh chị vào xem chi tiết. Cụm đèn ở đây là mình có một cái viền mạ rơm ở đây cô chú anh chị, nó rất là sáng luôn, điểm nhấn mạnh cho cái mí đèn của mình nè. 2018 thì mình đã có bóng dạng bóng chiếu rồi nè ha, đèn led đó, rất là đẹp luôn. Cụm đèn sáng trưng, không ố vàng, không chói ló gì hết ha, rất là đẹp. Cụm đèn dưới đây cũng vậy, không, xung quanh đây không có chạy xước nhiều luôn cô chú anh chị. Xe còn rất là đẹp luôn, chỉ có bụi thôi đó. Màu đen, biển Sài Gòn, để em xem biển đẹp không nha. 09002, cô chú anh chị ở thành phố thì giữ lại biển này đi nha. Ở đây thì nẹp mạ rơm nè cô chú anh chị, sáng xe, có logo to bản đúng chất SUV ha. Ở đây cụm đèn bên này cũng mới tinh. Rồi, cô chú anh chị ngó qua phần cái gầm trước luôn nè. Đó, quay cận cảnh để mình xem ha. Cái gầm rất là đẹp nha cô chú anh chị, chính hãng Toyota Tân Cảng. Thì xe này bên Dung cam kết bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước, và gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ bằng hộp số nha. Cô chú anh chị xem cái vỏ còn rất là cao luôn nè. Đó, xịn sò vỏ này, đúng, mình đánh giá được cái xe nó đúng chất hay không ha. Đây, tuần thứ 32 năm 2018, vỏ theo xe, dấu son này, và bộ mâm này rất là đẹp, mâm phay hai màu, mâm to, nhìn nó rắn rỏi chiếc xe lắm cô chú anh chị. Ở đây hệ thống treo phuộc rồi nè, đó, quá là đẹp đi, đúng chất xe này luôn nha. Gương cùng màu của chú anh chị, màu đen nè. Rồi, bên ngoài thì mình sẽ có mở cửa bằng nút bấm nè, tay nắm cửa, dán phim, có lại che mưa, có cái nẹp cửa nữa nè cô chú anh chị. Đó, nhìn cái xe nó rất là sáng ha, màu đen gắn mấy cái nẹp luôn, nhìn cái xe nó sáng trưng nè. Và đây, một cái khoang nội thất rất là sạch luôn, xe màu ghế da màu nâu theo xe ha, rất là êm. Đó, chính hãng luôn, keo chỉ là còn nguyên si hết nha. Xe này sẽ không bàn quá nhiều về keo chỉ của chú anh chị, bởi vì nó đi quá ít đi. Chất xe còn rất là đẹp, cái bọc ni lông này còn luôn nè. Đó, mỹ thinh chưa tháo luôn. Rồi, xe mình có bọc trần trễ sàn 5D. Đó, sạch sẽ lắm của chú anh chị, rất là sạch luôn. Còn đây là cái phần này thì giả gỗ nè, nhìn sang trọng ha. Hai chế độ lái đầy đủ, đầu DVD. Đó, nói chung là khá là đầy đủ hết rồi. Tapi cửa cũng màu nâu luôn. Xe thì còn đăng kiểm tới tháng 11 năm 22 nha. Trên thì mình có thanh giá nóc nè. Đó, nhìn rất là thể thao. Cái vỏ sau này cô chú anh chị, đó, cao bút luôn, gai gió đâu còn hết ha. Bốn vỏ theo xe, đi mới mười mấy ngàn cây, đúng chất luôn á cô chú anh chị.
quá là đẹp luôn. Vỏ này tuần 32 năm 2018 luôn, cái dấu son cái phụt nó còn nè đó, rất là đẹp. Đây và một cái băng sau. Thì phần nội thất thì Fortuner thì cũng không phải xa lạ gì ha, một trong những mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường, 7 chỗ gầm cao, đi không ngại địa hình. Và cái xe này giữ rất là kỹ của chú anh chị, bọc da rồi trần sàn rồi tất cả đều sạch, mở ra không bị mùi hôi. Mà sao xe này chờ bên Dung làm Marukuri lại tách ẩm khử mùi diệt khuẩn, nó là sạch bon, không nghe mùi, không có ngại say xe luôn nha. Xe đi ít như vậy á thì mình đi mình rất là đỡ cái khoản mà say xe. Capi các chi tiết đều còn rất là mới. Đây. Phụ kiện thì đầy đủ, xe đi mới đi có 16.000 mấy trăm cây, đâu có xi nhê gì động cơ Toyota đâu, còn như mới à. Đó, nẹp chân kính quanh xe. Kim loại sáng trưng. Đây mấy cái này ốp đèn nha cô chú anh chị. Đó là chủ trước lên nha. Thiết kế đèn thì kiểu hai cái thanh như thế này. Đó, nhìn rất là dễ thương. Đi hoài nó không có quê nha. Cái này cái chủ trước dán luôn thì mình dùng dán lại chứ không có tháo bỏ ha. Xe thì mình phía sau có camera lùi nè và hai cảm biến lùi. Rất là sạch cô chú anh chị ơi. 2018 mà chất xe như thế này quá là đúng chuẩn, đi ít và xe cưng gia đình. Thường những dòng máy xăng mà tầm đời này thì đa số là xe gia đình rất là cưng thôi, xe kiển bởi vì mua nó rất là mắc. Hiện tại thì khấu hao qua các năm thì giá trị xe vẫn còn rất là cao nha, và dòng mà đi rất là bền. Cô chú anh chị xem mấy keo chỉ rồi là nguyên xi hết ha. Đó. Cái phần phía sau này cũng được trải sàn rất là sạch luôn. Đó, ghế mấy cái dấu son ghế của chú anh chị thấy nè. Đó, còn đẹp lắm. À, cốp keo chỉ là còn nguyên xi ha. Vỏ sơ cua nè. Đó, nhìn mê. Đó, sạch sẽ tinh tươm luôn nha cô chú anh chị. Gầm đẹp lắm. Đúng chất xe mười mấy ngàn cây luôn á, nhìn nó đẹp. Rồi, đèn bên này các chi tiết đều còn rất là mới, bằng mắt thường thì thấy là không có chạy xước gì nhiều hết đó cô chú anh chị, bụi bẩn thôi. Vỏ sau này cũng còn rất là cao nè. Đó. Ở dấu sàn nè. Đó, đẹp, xe rất là đẹp luôn. Lại mua trong chính hãng nữa. Thì mình được cam kết nè, dọn xe rồi bảo hành đồ đầy đủ hết. Nói chung là xe này bên Dung làm lại thì lấy về là đi thôi. Cửa tự động ha. Và đây, dấu son nè. Rất là đẹp luôn. Đó, trần sàn rồi. Ghế da, phụ kiện như thấy là đầy đủ hết trơn rồi. Bên Dung bảo dưỡng, kiểm tra đồ này kia lại thì mình lấy về mình đi thôi cô chú anh chị. Không tốn chi phí dọn thêm ha. Mở cửa bằng nút bấm nè. Màu đen đi sạch nè, bền màu nữa, không có sợ quê. Tự động ở cả bốn cửa, này chỉnh gương, rồi ghế điện của chú anh chị, đó, thoải mái, ghế da, cái này là do về bên Dung là bọc chùm lên cho dịch vụ giao dịch vụ hay họ bọc lên vậy thôi chứ không vấn đề gì hết ha. Đầu DVD nha. Cô chú anh chị nào lấy xe về về mà mình đi gia đình đó thì mình lên hẳn một cái màn giải trí Android luôn, à, coi YouTube trên đây luôn, sướng lắm. Lạnh, khởi động bằng nút bấm nè. Em để máy lên cô chú anh chị xem nha. Đó. Xe thì đây cô chú anh chị. 16.540 cây thôi. Siêu lướt luôn. Mình có lại chuyển số thông minh trên vô lăng nè. Bảng máy xăng thì nó đầy đủ tiện nghi ha. Và đây có ga tự động luôn, xét một mức ga nhất định và khi đạt tới mức ga đó thì ga nó tự giữ, mình sẽ không có cần phải điều khiển nữa, rất là tiện nghi luôn. Xe này đầy đủ hết rồi đó cô chú anh chị, không nghe tiếng máy ha, rất là êm. Dàn lạnh của Toyota thì bao tuyệt vời rồi đó, mọi thứ nói chung là rất là tinh tươm cho một chiếc máy xăng số tự động một cầu. Xe này bây giờ đặt chờ xe mới rất là lâu và những mẫu xe lướt như thế này thì quá là tuyệt vời đi cô chú anh chị, vừa tiết kiệm vừa có xe giao ngay. Máy xăng một cầu 2018 màu đen 16.000 cây, giá bên Dung đang chào là 980 triệu.
chính hãng Toyota Tân Cảng nha cô chú anh chị. Xe thì bên Dung cấp giấy chứng nhận chất lượng là không đâm đụng, không ngập nước, và gia hạn bảo hành cho mình 1 năm hoặc là 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để cô chú anh chị an tâm sử dụng nha. Còn đây là chiếc Fortuner máy xăng một cầu số tự động, xe 2017 mới vừa về luôn nha cô chú anh chị. Xe 2017 màu trắng, xe này đi 79.000 cây. Bên Dung đang chào là 877 triệu. Những dòng máy xăng thì chuyên xe gia đình rồi, nó rất là đẹp luôn, chứ không có chạy dịch vụ ngày nào hết nha. Đèn thì mình sẽ có đèn bóng led này, dạng projector cho ánh sáng tốt hơn. Bên ngoài thì có trầy xước đó, mà ga lăng còn mới tinh nè các chú anh chị. Xe này bên Dung làm Marukuri lại, để thời gian cho bên Dung đồng sơn với lại Maru rồi lại thì lúc mình nhận xe thì sẽ đẹp lại thôi. Còn về chất xe thì đảm bảo rồi, vỏ còn cao nè cô chú anh chị, gầm nè, mấy cái dấu son trên mâm còn y thinh luôn ha. Xe này là sản xuất ở tuần mâm nè 65 năm, tuần 65 năm 2017 ha, vỏ theo xe mà còn cao ghê chưa cô chú anh chị, bộ mâm hầm hố đáng tiền ha. Rương rồi, xe này có mở cửa bằng nút bấm này, bên ngoài thì sẽ có dán phim thôi nha. Xe này đang trong quá trình kiểm tra 176 hạng mục nha cô chú anh chị. Keo chỉ còn nguyên thì bên Dung đã kiểm tra rồi. Cửa tự động ở 4 cửa nè. Km 78.000 cây. Vô lăng mới tinh nè cô chú anh chị. Đó là đẹp đi. Lẫy chuyển số thông minh trên vô lăng. Rồi đầu DVD. Ghế da màu đen nha. Đây, Dung xin lỗi, màu nâu cô chú anh chị. Theo xe luôn, màu nâu nè, rất là sạch. Trải sàn với lại bọc trần ha. Đó. Ghế thì chỉnh điện, bọc trần sạch sẽ, trải sàn cũng sạch. Nói chung là cái xe này chất xe còn đẹp đó cô chú anh chị. Chỉ có bên ngoài thì trầy xước hay là màu trắng thì mình bụi bẩn mà mình dễ thấy thôi. Đây. Sau nè, ghế sau còn rất là mới luôn nha, 79.000 cây. Mấy cái này đi gia đình nên không có bị phá xe nhiều. Ghế sau màu hồng. Cái chi tiết này thì quay để cô chú anh chị xem. Cái bên Dung đã kiểm tra rồi, hết rồi ha. Lịch sử rõ ràng. Keo chỉ thì còn nguyên. Ghế xăng 2017 một cầu số tự động, đi chuyên gia đình rồi, rất là sướng luôn. Dấu son trên mâm đó, cổng treo bên trong nè. Xe mới vừa về ha, mấy cái dấu đánh dấu này là bên Dung sẽ đồng sơn hoặc là đánh bát xử lý lại cho mình, thì nó chạy xước bên ngoài là không thể tránh khỏi rồi. Đây, camera lùi, hai cái cảm biến lùi, chữ Fortuner bật. Cái đèn này, thiết kế này Dung cũng rất là thích, hai cái ngoe vậy nè cô chú anh chị, nhìn rất là hay luôn. Gió phơm xe thì quen thuộc rồi. Đây, cái bánh sơ cua này đang tháo ra, mình xem cái gầm nè của chú anh chị. Đó, mới tinh nè. Mấy chi tiết Dung quay cận để của chú anh chị xem mình yên tâm ha. Trong hãng thì đã kiểm tra với lại là lịch sử rõ ràng rồi thì bên Dung mới thu. Cấp giấy chứng nhận chất lượng là không đâm đụng, không ngập nước, cho nên là phải kiểm tra rồi rõ ràng hết mọi thứ thì mới cấp, tự tin cấp giấy chứng nhận chất lượng cho cô chú anh chị được. Đó. Keo chỉ mấy cái này là còn nguyên nha cô chú anh chị. Đó. Mua xe trong hãng thì hoàn toàn yên tâm. Mở cửa bằng nút bấm bên này luôn ha. 79.000 cây, màu trắng, 877 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh, máy xăng một cầu số tự động nha cô chú anh chị. Còn đây là chiếc Fortuner máy xăng 2019 một cầu nha cô chú anh chị, số tự động. Xe này thì đi 2019 màu bạc, đi 38.000 cây, biển Sài Gòn luôn. Bên Dung đang chào là 1 tỷ 030 triệu. Dòng máy xăng màu bạc ha, chuyên xe gia đình nha cô chú anh chị, đi rất là sướng luôn. Cái vỏ nó dày, gầm cao, đi đường trường, cái địa hình vô tư luôn. Bên ngoài thì có dán phim nè, bên trong thì ghế da. Rồi xe này
đồ DVD nè. Sàn thì vẫn còn sàn nỉ nha. Nói chung là xe này vô đồ chưa có nhiều á. Ghế da. Rồi. 219 thì thôi không phải bàn về keo chỉ rồi nha cô chú anh chị. Xe này thì đã đồng sơn xong, chắc là đang chờ Maru. Đó, xe Maru xong, tách ẩm khử mùi thì cũng là quá đẹp luôn. 219. 1 tỷ 030 triệu nha cô chú anh chị. Xe rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị muốn tìm một chiếc mà chuyên gia đình nè, gầm cao 7 chỗ, form dáng đẹp. Thiết kế này thì quá quen rồi mà giữ giá cũng tốt nữa. Xe lại đẹp, chính hãng, cam kết đầy đủ, không đâm đụng, không ngập nước, rồi gia hạn bảo hành này kia. Thì đó, vô trong hãng mua xe thì khỏi phải mướn thợ thầy gì xem, tốn tiền ha, bởi vì bên Dung đã xem, đã kiểm tra rồi đầy đủ hết rồi. Ghế chỉnh điện, cái da bên tài, cái này cái bao tay lái nè, 38.000 cây. Cô chú anh chị nào mua xe gọi cho Dung để Dung tặng mình cái bao tay lái mới nè. Còn này là cái lẫy chuyển số trên vô lăng. Bảng máy xăng thì nó sẽ, nếu mà tính xe mới thì nó mắc hơn cái bảng dầu nha cô chú anh chị, bởi vì nó chuyên gia đình rồi. Cái dấu son ở đây như thường lệ ha, còn nguyên này, keo chỉ là nguyên si. Cửa tự động tất cả các cửa. Mới tin nè. Rồi, máy xăng 219, màu bạc 1 tỷ 030 triệu. Bên đây là chiếc cũng là máy xăng một cầu số tự động nữa cô chú anh chị. Mà xe này thì 216 và nó là bản TRD nha, là bản thể thao á. Rất là nhiều khách hàng thích cái bộ body kit này, nhìn nó rất là ngầu. Đó, 216 cũng có, 27, 28, 19, máy xăng. Form xe này đẹp nè cô chú anh chị, thấy bộ body kit theo xe là của hãng luôn ha, rất là đẹp. Đây thì mình đèn đã có đèn bóng chiếu nè, đèn led xịn sò lắm đó. Xe này 216 bản TRD này thì bên Dung đang chào là 740 triệu nha cô chú anh chị, màu trắng ngọc luôn đó, nhìn rất là đẹp. Đây bộ tem và bộ mâm này đó. Ngoài thì có dán phim nha. Bên trong đây mình xem qua cái nội thất. Xe này thì bên Dung cũng cam kết không đâm đụng, không ngập nước và gia hạn bảo hành nha cô chú anh chị. Này da gỗ nhìn rất là sang. Ghế da nhìn nó sẽ không có được đẹp như ghế da mới, nhưng mà nó là da zin theo xe nên dùng nó rất là bền nha cô chú anh chị, ngồi rất là êm. Đây việc mát camera hành trình đó, bọc trần trải sàn máy xăng bản TRD nhìn hầm hố lắm. Đầu DVD nè, băng ghế sau nè, 7 chỗ gầm cao rộng rãi nè. Chính hãng Toyota Tân Cảng thì nói chung là cô chú anh chị lấy về chỉ đi thôi, không phải tốn chi phí dọn xe thêm nha. Cái này chờ bên Dung Maru nữa là sẽ đẹp thôi. Đây sao nè cô chú anh chị, đang chờ dọn lại thì sẽ đẹp. Cô chú anh chị nào yêu thích màu trắng nè, cái tem bộ body kit này, cái bộ tem này thì đây là mẫu xe rất là đáng để mình cân nhắc nha. Biển số Đồng Nai. Xe này thì trước đây bên Dung bán ra rồi, khách hàng bán lại cho bên Dung luôn. Đó, camera hành trình, hai cái cảm biến lùi và hai cái đèn này, Dung rất là thích cái thiết kế đèn này. Nhìn rất là dễ thương. Tròn trịa. Tem TRD nè, Sportivo là bản thể thao của chú anh chị. Phía trên mình có thanh giá nóc nè. Của hãng, cái bộ này mà ở ngoài gắn thì nó rất là mắc ha. Bởi vì nó chính hãng mà. Năm này chưa vệ sinh nên còn dơ nè cô chú anh chị xem được cái chất luôn nè. Xe thì gầm bệ thì bao rồi, yên tâm ha, cam kết bằng văn bản không đâm đụng, không ngập nước rồi. Đó, rộng rãi thoải mái, 7 chỗ. 216 máy xăng bản thể thao, xe màu trắng, 740 triệu. Thì Dung xin nhắc lại Fortuner máy xăng số tự động một cầu thì Dung đang có 216, 217, 216 TRD nè, 27, 28 và 29 luôn. Cô chú anh chị nào tìm thì nhớ nhanh tay gọi cho Dung giúp Dung nha. Bên Dung thì hiện tại vẫn đang rất là cần mua, xe đã qua sử dụng tất cả các hãng luôn tại thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh, định giá xe cũ miễn phí, thu mua tận nơi luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt là xe đang vay ngân hàng thì bên Dung sẽ xuống tận nơi hỗ trợ mọi giấy tờ, xóa giải chấp nhanh gọn nhất để cô chú anh chị nhận được tiền ngay mà không có cần phải chờ đợi hay là
mất thời gian gì hết nha. Đó, nên có xe mua bán thì nhớ ưu tiên gọi cho Dung nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau.